Chắc hẳn cho tới hiện nay, rất nhiều kỳ thủ đã và đang cảm thấy buồn chán với tóc hẹ đỏ đen trong mùa 10. Thế nhưng, Rios đã hiểu được nỗi lòng ấy. Một sự cải tiến đã ra đời, một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự đỏ đen và kỹ năng thực thụ, một sự kết hợp giữa thần tài và đạo trích. Vậy thực hư của điều đó ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu qua video sau đây. Trước đó, một sân đấu mới đã được bổ sung vào danh sách lựa chọn, nơi đây có thể mang về một chiếc thẻ vàng ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Bạn hiểu rằng điều này có ý nghĩa gì rồi phải không ạ? Hehe boy. Bỏ qua cái phần chọn lõi duy tâm luận vì nó cũng quá quen thuộc, vì tâm của dư luận thực sự nằm ở cửa hàng ngay sau đó không lâu. Những chàng trai ấy không làm mình phải thất vọng. Việc có được mốc 3 sớm là điều cực kỳ quan trọng trong phiên bản lần này. Lý do vì sao thì tí nữa mình sẽ giải thích tiếp. Còn giờ, mình phải đi chợ nhặt thêm cái nịt đã rồi. Tác dụng của thẻ vàng tới lúc được phát huy, năm hớt tiếp tục bị đẩy lên từ rất sớm. Đây là khoảnh khắc mà mình đã nhận ra rằng lịch sử sẽ khắc tên ai. Thắng thua tại vòng 2 chưa phải là điều quá quan trọng. Nó thực sự quan trọng khi chiếc hộp đầu tiên bị mở ra sau 4 round. Hai lựa chọn, hai con đường, hai tương lai đã hiện ra. Xóa tiền hay nâng tầm cuộc chơi. Bạn bắt buộc phải chọn một trong số đó. Giải thích kỹ hơn một chút như sau. Nếu xóa tiền, bạn sẽ ngay lập tức mở ra chiếc hòm và lấy quà mang về. Đổi lại, chiếc hộp bị reset về như ban đầu. Bạn vẫn có thể nuôi lại nó như bình thường. Mặt khác, nếu như bạn là một người cầu tiến, nếu như bạn là một người chơi không bao giờ lùi bước hay run sợ trước hoàn cảnh nào, một nghệ sĩ thực thụ, hãy bấm nút màu vàng. Chiếc hộp sẽ đồng hành cùng bạn thêm 4 vòng nữa. Lợi ích ở đây là gì ư? Một chiếc hộp đẹp mắt hơn. What? Đùa thôi, số trái tim bạn nhận được khi thua sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như vậy, quả thực là điên rồ phải không ạ? Vài nghìn số hơi dễ ông giáo ơi. Ờ, mà mình đã nói hết đâu. Nếu như bạn thắng thì sao? Tổng số trái tim sẽ bị trừ đi 40% và ngay lập tức bạn phải mở ra chiếc hộp. Chưa hết, nó cũng bị reset về thứ màu cũ kỹ như ban đầu. Okay. Để tổng kết lại cách chơi như sau, bạn sẽ cần phải thua liên tục thêm 4 trận sau khi nâng tầm để không bị nổ non. Okay. Bất kỳ sơ sót nào trong quá trình đó đều có thể khiến thành quả bị hủy hoại trong chốc lát. Đây chính là thứ kỹ năng mà mình muốn nói tới. 4 trận không nhiều cũng không ít, nhưng đối thủ cũng đâu phải ăn chay, cái hay là do bạn. Để chắc chắn có được những trận thua, mọi tộc hệ gia tăng sức mạnh cần bị loại bỏ. Tuy nhiên nếu như chấp quá sâu, việc để thua nguyên nhà không thể đưa bạn đi xa trên con đường tới thành công. Thay vào đó, hãy trích bài thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Bằng vào kỹ năng phán đoán cùng sự liều lĩnh, trận đấu ngay sau đó suýt nữa thì đưa mình vào viện tim cấp cứu. Một trận thua cực kỳ suýt soát với số máu không thể gay cấn hơn. Sau khi vượt qua được cửa ải khó khăn đó, mình nhận ra rằng cần phải khiêm tốn hơn nữa. Khiêm tốn tới cái mức linh thú trở nên nhỏ xíu như vậy nè. Nâng cấp khổng lồ tí hon đã quay trở lại với mình sau khoảng thời gian vắng bóng. Nhưng điều này không chỉ riêng mình biết, một người đồng nghiệp khác cũng đang trong tình cảnh tương tự. Điều này khiến mình phải đưa ra quyết định bán máu bất chấp. Cassante bị nhốt vào chuồng gà. Tác hại ở đây là nếu như hai người không gặp nhau, lượng máu chắc chắn sẽ bị thu thiệt rất lớn. Hiện thực tàn khốc lập tức xảy ra. Lũ chu đàm đã đấm mình không trượt phát nào. May mắn thay, đối thủ cạnh tranh đã bị nổ ở ngay khi ấy. Điều này khiến cho anh ta không còn gì lưu luyến. Từng quân cờ mạnh được mang ra sân cùng trọng bị hoàn hảo. Cả hai đã có màn chào hỏi ngay sau đó. Cộng một respect cho việc chơi đẹp này. Anh ta không phá hay đầu hàng sau khi bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Cứ mở đấm thì vẫn cứ là đau với năm chết vào mồm. Bù lại, số máu thấp tiếp tục giúp mình được nhận đồ sớm. Thìa vàng là một phần thưởng cho sự tham vọng. Tuy nhiên, cửa ải đáng lo ngại nhất còn ở phía sau. Đó là một người chơi AFK từ đầu game. Việc chưa gặp phải anh ta là một nỗi lo khó mà xóa nhòa. Việc đánh cược cả ván cờ vào sự may rủi là không khôn ngoan chút nào. Mình chấp nhận đánh đổi bằng việc rút bớt thành viên Hostile trên sân. Nhưng điều này chỉ có thể làm được khi bạn có được ít nhất một ấn. Sau cùng, cả hai đã chẳng thể gặp nhau được nữa. Họ đã bị loại khỏi cuộc chơi trong cuộc chiến lần này. Nỗi lo lớn nhất cũng bị xóa bỏ. Hành trình nâng tầm đầu tiên theo đó tạm được coi là thành công. Giờ đây, bạn đã có thể xóa tiền để nhận về phần thưởng xứng đáng. Còn mình thì tiếp tục nâng tầm cuộc chơi để xứng đáng với sự ủng hộ của mọi người. Và đó là tiếp tục hành trình đầy gian khổ. Afe thậm chí còn bị đẩy lên hàng đầu để tránh bất ngờ ngoài ý muốn. Vì đã không làm thì thôi, mà làm thì phải làm cho tới. À, mà còn một điều mình quên chưa nói thêm. Việc nâng tầm phát hai như vậy còn có thêm lợi ích đi kèm. Đó là phần thưởng 190 trái tim nếu như bạn hoàn thành được chỗ thua và xóa tiền. Sau đó không lâu, Set cũng đã ra mắt đội hình. Tiếc rằng bãi sói lại không đem lại cái nịt nào. Mốc 5 vẫn là một điều bứt rứt khi đó. Mình thực sự muốn bấm nút D để thỏa mãn con thú trong người. Nhưng lý trí vẫn kịp thời giữ lại. Vì nếu như quá buông thả, việc comeback về sau sẽ cực kỳ khó. Dù vậy thì vòng 4.2 vẫn là nơi lý tưởng để tìm kiếm mảnh ghép thứ 7. Afe siêu sao đã bị giữ lại để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Nút D của ta đâu? Ezreal có mặt. Bén bén bén. Cho tới thời điểm này thì chẳng còn ai là kẻ yếu đuối. Mình đã có thể lắc đầu thoải mái để giữ lại số máu ít đòi. Sự xuất hiện kịp thời của anh nội phó quả thực là món quà trời ban. Từng phát bắn thần bí liên tục đối đầu với ban nhạc 6 chu đàm. Tốc độ dọn bàn của họ chưa quá nhanh khi còn đang mải tìm kiếm siêu sao. Ngoại trừ Akali thì phần còn lại đều khá dễ chơi.
tất cả điều đó đã giúp mình chỉ để thua 2 chết trong trận đấu này. Được. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu như điều đó cứ tiếp diễn, nhưng may mắn không bao giờ tới quá nhiều. Mình nhận phải đả kích nặng nề trong trận đấu tiếp theo với đối thủ Tam Bít. Nguyên tắm hít vào mồm, 12 máu đã rung lên hồi chuông báo động cho trận đấu này. Nhưng điều đó là chưa đủ vì 4 round đã kết thúc. Con số trong hộp đã lên tới gần 1.300. Mình cần thêm chút thời gian đi chợ để nạp oxy trước khi đột quỵ. Một con Ezreal sẽ là lựa chọn tốt nhất để gia tăng sức mạnh đội hình. Đấy là điều mà lý trí đã mách bảo, chỉ là con tim lại không như thế. Nó bảo còn cái nịt. Giờ thì hãy nhanh đón thời điểm mà tất cả đều mong chờ. Chiếc hũ 3.800 số. Phần thưởng nhiều không đếm xuể, tướng năm bằng 2 sao, không chỉ một, bốc đồ ánh sáng, thêm cả vương mệnh chiến thuật. Cảm xúc của mùa 4 năm ấy như ùa về trong tôi. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, hũ vàng bung lụa chói mắt ghê, nhà tôi thành cái vườn kho báu, rất là phê chẳng còn gì chê. Chúng nhiều tới nỗi chẳng còn chỗ để chứa, mình thậm chí còn không biết mình đang làm gì khi ấy nữa. Không biết, không có nhớ. Mọi thứ xuất hiện quá đột ngột, đội quân năm vàng bắt đầu xông pha khi thời gian kết thúc. Sẽ chẳng ai có thể cản bước chân của chúng tại thời điểm này, và có lẽ là cả trong tương lai. Sau khi cuộc chiến kết thúc, mình đã bình tĩnh trở lại để kiểm kê tài sản. 8 vị tướng nằm bằng 2 sao, 8 chiếc găng tinh xảo, và cuối cùng là 6 chiếc vương miện chiến thuật. Đặt tay lên nút like, đặt tay lên ngực, tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi chưa vui đến vậy? Chắc chắn, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của năm 2023. Thật vui khi được share nó cho mọi người qua video này. Còn bạn thì sao? Chia sẻ cho thầy đây! Chia sẻ cho thầy! Trở về với đội hình vô tiền khoáng hậu. Từng món quà tinh xảo được trao nốt cho các vị tướng năm vàng. Giờ thì nhìn đi mà xem, đội bạn vẫn còn đang dùng siêu sao 2 vàng đây này. Đồ ăn hại. Các cụ có câu liều ăn nhiều quả thực cấm có sai. Vì nếu như mình đã có bất kỳ sự chuẩn bước nào thì mọi thứ ở đây sẽ không xuất hiện. Tham vọng chưa dừng lại, mình muốn đi tới đỉnh cao nhất của việc chinh phục trái tim. Siêu sao mới đã bị tìm thấy. Siêu sao Ezreal Hurt Steel, mốc 9 của Hurt được kích hoạt. Thứ duy nhất còn thiếu chỉ là một chiếc ấn cuối cùng. Toàn bộ hy vọng giờ đây đều đặt lên vòng đi chợ. Đáng tiếc thay, nó đã không được như ý nguyện. Nơi đây chỉ có Penta cùng Tam Bít. Mình không có được nhà máy tái chế hay Parora để đổi lại chúng. Liệu rằng sẽ còn có kỳ tích nào xảy ra trong tương lai hay không? Điều đó còn là một ẩn số. Còn trước đó, mình khá vui khi gặp lại người đồng nghiệp khi xưa. Anh ta không hề từ bỏ ước mơ mà tiếp tục nuôi hũ, một tấm gương sáng. Một chiếc hũ đã lên tới hơn 1.500 số. Vậy thì để tôi giúp bạn kéo dài chỗ thua này. Những kẻ đánh cắp trái tim lao vào chiến đấu trong hỗn loạn. Đội bạn phản kháng rất quyết liệt. Sau cùng, mình đã rất vất vả mới giành được chiến thắng. Chiếc hũ của họ cũng nhờ đó mà lên tới gần 2.000 số. Nhưng điều đáng nói là anh ta mới chỉ nâng tầm cuộc chơi được một lần. Trong phần thưởng đó chưa thể có thêm bonus 190 trái tim. Cùng với số máu còn lại, việc xóa tiền là điều chắc chắn phải làm. Vậy thì cùng xem anh ta nhận được gì từ đó. Rất nhiều vàng, Neko vàng, vương miện vàng và cả trang bị vàng. Tôi xin một tràng pháo tay. Đó quả thực là một phần quà không tệ chút nào. Mình rất mong chờ một trận tái chiến trong tương lai. Vòng 5 sẽ kết thúc khi cuộc chiến với người chơi 9 chu đàm diễn ra. Xin nhắc lại là 9 chu đàm. Một đội hình nức tiếng gần xa với khả năng dọn bàn cực kỳ nhanh. Lượng sát thương chuẩn mà chúng đem lại là không thể khinh thường. Vâng, chỉ 10 giây thôi, trận đấu đã kết thúc. Mà chiến thắng lại thuộc về mình nha. Nhanh thật sự anh em ạ. Tin chuẩn. Giờ đây, cảm thấy việc tìm kiếm 10 hớt đã chẳng còn ý nghĩa. Mình muốn thành lập lại đỉnh cao Olympus, nơi những vị thần tối cao trú ngụ. Siêu sao Ezreal được trở về nghỉ ngơi. Thay vào đó, EOE lập tức bị triệu hồi. 7 mảnh ghép nhanh chóng góp mặt trong đội hình. Nhìn lại, Lobby vẫn còn khá nhiều máu. Mình quyết định sẽ roll chậm rãi để hướng tới cái kết mãn nhãn nhất. Thuận tiện thì cũng đẩy bớt vào đối thủ còn đang hấp hối rời khỏi cuộc chơi. Biết đâu, đó lại là một sự giải thoát cho họ. Và rồi cái ngày ấy cũng tới, mình gặp lại hắn ta, my friend. Ezreal 3 sao không biết đã bị triệu hồi từ khi nào. Tôi cũng mừng cho bạn, và tôi cũng mừng cho tôi vì đã có thể gặp được một đối thủ xứng tầm. Để xem, vị thần này có thể làm nên kỳ tích gì hay không. Việc thiếu đi bùa xanh hay Sujin đã khiến anh ta khó lòng ra chiêu sớm. Cuộc hỗn chiến không cho phép ai được chuẩn bị quá dài. Cây cung ánh sáng liệu rằng có kịp dâng lên? Và nó vẫn kịp. Nhưng nó chẳng thể thay đổi được kết quả chung cuộc. Tạm biệt bạn tôi. Giờ thì sân chơi của mình cũng cần phải bắt đầu. Với hơn 100 vàng ở cấp độ 10, cửa hàng liên tục phát ra ánh sáng của hoàng kim. Mục đích tối thượng đang ngày càng gần hơn bao giờ hết. ELE rất nhanh để có được 8 con. Và đó là vị chúa tể đầu tiên bước ra, Lord of Ibis. Màn cờ lần đầu tiên được lấp đầy trong mọi ngóc ngách. Với số tiền còn lại, chắc chắn ước mơ có thể trở thành hiện thực. Chỉ là đối thủ nhiều máu nhất đã quá run sợ trước trước mạng tuyệt đối. Hắn ta bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Số thời gian ít ỏi còn lại đâu thể thay đổi được điều gì. Về phần còn lại là một anh chàng đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Thế nhưng anh ta vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, cộng một respect Pluto. 9 chu đam từ đó trở thành tấm nền cho sự tỏa sáng của mình. Vị trí đầu bảng đã được viết tên, một kỷ lục cũng được ghi lại. Lời cuối, mình muốn gửi tới các tín đồ của Hostile. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Các bạn đã đi tới đâu trên con đường nghệ thuật này rồi? Hãy nói cho tôi biết, hãy bình luận lại một câu. Bạn đang ở đâu? Bạn đạt được bao nhiêu số rồi?
Và nếu như bạn có thể vượt qua được con số này mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, hãy gửi lại ảnh cho tôi. 200k sẽ trao thưởng cho bất kỳ ai phá kỷ lục và 500k cho bất kỳ ai quay lại đầy đủ video đó. Let's go!